công ty taxi với lịch sử 59 năm của Nhật Sun Wa Kutsu ra mắt dịch vụ cho phép khách hàng trả tiền để xem tài xế hóa thân thành vệ sĩ hoặc ninja. Mức giá cho dịch vụ này là 34 đô la Mỹ. Sau đó tài xế sẽ mặc trang phục siêu đen, đeo kính râm giống như vệ sĩ trong các bộ phim hành động. Những tài xế này sẽ mô phỏng hoạt động của một vệ sĩ thật sự, với gương mặt nghiêm nghị trong trạng thái luôn cảnh giác cao độ. Xuyên suốt chuyến đi, tài xế vệ sĩ sẽ giả vờ liên lạc với các trụ sở an ninh bằng thiết bị không dây, rút súng khi bước xuống xe, cũng như cố gắng bảo vệ chủ nhân trước những mối đe dọa như bị ám sát bất ngờ. Ngoài dịch vụ tài xế vệ sĩ, một lựa chọn phổ biến khác mà khách hàng cũng ưa chuộng là tài xế ninja. Những tài xế ninja sẽ mang theo dao găm và sử dụng dây Gozaru để giao tiếp với khách hàng. Đặc biệt, công ty Sun Wa Kutsu còn cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay đối với các tài xế ninja. Người đại diện của công ty này tin rằng khách du lịch vừa đặt chân đến Nhật Bản sẽ rất phấn khích khi thấy một ninja đang chờ họ tại sân bay. Trước đó, Sun Wa Kutsu đã triển khai một dịch vụ khác trị giá 37 đô la Mỹ, có tên taxi Kuroko. Đây là dịch vụ dành cho những khách hàng không muốn giao tiếp với tài xế. Các tài xế Kuroko sẽ giữ im lặng trong suốt chuyến đi và chỉ giao tiếp với hành khách thông qua giấy ghi chú viết tay. Trong khi đó, công ty taxi Street cũng ra mắt dịch vụ taxi Sadako, biến cửa sổ phía sau thành màn hình chiếu đoạn video về Sadako, nhân vật trong bộ phim kinh dị nổi tiếng The Ring 1998 của Nhật Bản.